Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Nay mình lại đang muốn chia sẻ với các bạn một cách làm ra trong một cốc trà chanh giã tay mix kem chi nhé. Hôm trước thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn một cách làm ra trong một cốc trà chanh giã tay Quảng Đông truyền thống nhé. Bây giờ cái món trà chanh giã tay thì giờ cũng đang rất là bùng nổ mà rất là nóng bỏng các bạn nhé. Ai ai cũng muốn thưởng thức một cốc trà chanh giã tay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách làm ra cho một cốc trà chanh giã tay mix kem chi nhé. Thì nguyên liệu ở đây thì mình có trà là mình dùng trà lại nha các bạn. Đấy, và cũng có chanh Quảng Đông nha các bạn. Những quả chanh rất là đẹp, ngon, rất là mỏng nha. Đấy, thì bây giờ mình xin mời các bạn hãy bắt tay vào làm cùng với mình nha. Đấy, trước tiên thì chúng ta sẽ đi ủ trà nha các bạn. Thì hôm nay mình sử dụng một cái ấm trà đây để mình ủ trà nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào trong trà vào trong ấm nhé. Các bạn có thể sử dụng trà lài. Hôm nay mình sử dụng trà lài thì để làm ra cho một cốc này, mình sử dụng 20 g trà lài nha các bạn. Đấy, xong bắt đầu mình lấy 200 ml nước. Nước nóng nha các bạn. Trước tiên các bạn sẽ lược sơ qua, rửa sơ qua cái trà lại của mình đi nhá. Bắt đầu mình sẽ đổ ra, gọi như thế nôm na là làm lông trà nha các bạn. Giờ mình sẽ đổ 200 ml nước vào trong cái ấm nha. Khi các bạn đổ trà vào trong nước vào trong ấm rồi thì các bạn sẽ ủ khoảng 20 phút nha các bạn. Đây, mình sẽ bỏ ra bên ngoài mình ủ nha. Bây giờ đang đợi trà ủ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách làm ra cho một cái kem chi nhé. Thì đầu tiên là mình sử dụng sữa tươi nha các bạn. Mình sử dụng 50 ml sữa tươi nha. Mình sẽ sử dụng 4 thìa nha các bạn. Giờ bắt đầu mình sẽ lấy cái máy đánh trứng để mình đánh lên nha các bạn. Là cái bột, cái kem chi của mình đã đánh xong nha các bạn. Giờ mình sẽ để kem chi ra một bên nha. Đây các bạn ạ. Kem chi thì mình đã đánh xong nhé. Bây giờ mình sẽ cắt những cái miếng chanh ra nha các bạn. Chanh thì hôm nay mình sẽ sử dụng 50 g chanh nha các bạn. Mình sẽ bỏ cái phần núm đi nhé. Chanh ở đây thì mình cũng đã rửa và ngâm qua nước muối rồi nhé. Mình sẽ cắt mong mỏng nha các bạn. Các bạn ạ. Cái chanh này thì nó đặc biệt là nó không có hột nha. Đây, không có hột mà lại rất là thơm các bạn ạ. Mình cũng để dành ra 2-3 miếng để tí mình trang trí nha các bạn. Giờ mình sẽ cho chanh vào trong sucker nhé. Sucker thì mình sử dụng một cái sucker to nhé. Mình sẽ bỏ chanh vào nha. Và một cái nắp, nắp thì ở đây là nắp thủng rồi các bạn. Ngoài ra không thể nào mà thiếu được một cái cây gậy để chúng ta giã nhé. Đấy, trước tiên là mình đã cho chanh vào bên trong rồi. Thì giờ mình sẽ cho thêm một ít đá nữa nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp và mình giã nha các bạn. Ở đây các bạn là giã thật tay luôn nhé.
bạn ạ. Mình đã giã xong rồi nhá. Một cái mùi thơm rất là thơm các bạn ạ. Thơm nồng nàn luôn. Đây các bạn nhé. Bây giờ khi mình đã giã xong rồi thì giờ mình sẽ sử dụng cái mứt là nữa nha các bạn. Mình cho 40ml mứt là nhá. Để cho cái cốc trà chanh giã tay, cái mix kem chi của chúng ta nó được đậm đà hơn nhá. Mình sẽ lấy một ít nước mình tráng nhá. Ở đây mình sử dụng thêm 20ml đường nữa nhé. Các bạn ạ, vậy là mình sắp có một cái cốc trà chanh giã tay mix kem chi rồi nhé. Trà cũng đã ủ xong rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ rót trà vào trong cái shaker của mình nhé. Các bạn lấy 150ml nước trà nhé. Khi trà và mứt trà lại, mình đã cho vào bên trong cái cốc này rồi nhá. Bây giờ mình sử dụng thêm một chút muối nữa nhá. Cho một chút muối vào để cho cái cốc nước trà chanh giã tay của chúng ta nó được ngọt với dịu dàng hơn nhá. Đây mình sẽ cho thêm đá vào nhá. Mình chỉ đậy nắp shaker lại nhé. Và mình lắc thật đều nha các bạn. Này, trước tiên là mình chưa lắc một cái màu nó cũng đã rất là đẹp nha các bạn. Giờ mình sẽ lắc nhẹ lên nha. Các bạn ạ, vậy là mình đã xong cho một cốc trà giã tay nhé. Giờ mình sẽ đổ ra cốc nha. Một là các bạn sẽ để cái nắp shaker như này các bạn đổ. Hai là các bạn sẽ mở cái nắp shaker ra nhé. Xong bắt đầu chúng ta sẽ đổ nhé. Và một cái cốc trà giã tay mà có mình sử dụng bằng trà lài và mứt lài như thế này thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Rất là thơm và rất là ngon nhé. Nhưng mà mình lại cần mix thêm kem chi nên trên bề mặt cốc nữa thì rất là tuyệt vời các bạn ạ, rất là béo và rất là ngậy nhá. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cách làm ra cho một cốc trà chanh giã tay mix kem chi nhá. Đây các bạn ạ, mình đã mix kem chi lên trên bề mặt cốc rồi nhá. Là đậy nắp lại thôi các bạn ạ. Đây, đây là một cái cốc trà chanh giã tay mix kem chi nhá. Là mình sẽ trang trí một miếng chanh vào cái hông trà nhé, hông cốc nhé. Và mình sẽ đậy cái nắp lên nha. Đây các bạn ạ. Một cốc trà chanh giã tay mix kem chi rất là ngon, rất là đậm đà các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn hãy thử bắt tay vào làm cho mình một cốc trà chanh giã tay mix kem chi nhá. Tại vì cái trà chanh giã tay bây giờ đang rất là hot, cũng đang rất là thơm, rất là ngon. Nếu ví dụ các bạn làm cho mình hoặc cải thiện cho mình một cái cách làm món trà chanh giã tay mix kem chi như thế này thì rất là tuyệt vời các bạn nhá. Rất là béo mà lại còn mùi thơm thì rất là quyến rũ nữa nha. Một lần nữa thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và tất cả các anh các chị đã luôn luôn theo dõi cái video của mình nhé. Thì mình cũng xin phép chia sẻ một cách làm rất là đơn giản mà rất là dễ nha. Để chúc tất cả các bạn thành công. Các bạn hãy cho mình xin một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ